Thành phố Hồ Chí Minh cấp tốc chuyển đổi công năng một số chung cư thành bệnh viện dã chiến, đáp ứng kịch bản 20.000 giường bệnh. Bảo vệ công nhân chính là bảo vệ chuỗi sản xuất khỏi đứt gãy giữa đại dịch. Các nhà xe tại Đồng Nai quá tải vì lượng hàng hóa người dân gửi về tiếp tế cho người thân tại thành phố Hồ Chí Minh trước giờ giãn cách.